À, xuất phát từ những năm tháng đi làm việc với các văn phòng đại diện, các tập đoàn thời trang, các thương hiệu quốc tế, khi nghe họ được đánh giá rằng người Việt Nam rất là cần cù, rất siêng năng, rất tài giỏi, Việt Nam có đôi tay rất khéo léo, nhưng mà không có chú ý trong vấn đề xây dựng thương hiệu, chỉ tập trung trong mảng gia công. Khi nghe được điều đó thì tôi cảm thấy lòng tự ái, lòng tự hào dân tộc bị tổn thương. Từ đó tôi có những ước mơ là được tập trung những người tài giỏi về quanh mình để có thể xây dựng một thương hiệu Việt cao cấp cho nước nhà. Chính vì đó mà Sensoyo đã được ra đời. Như ấy nói ở trên, tôi có một khoảng thời gian dài để nghiên cứu về cơ thể học của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tuổi trung niên, nên tôi biết là nơi nào cần che và nơi nào cần khoe. Phụ nữ ở độ tuổi trung niên thì phong dáng là không thể chuẩn mực như thời còn son trẻ. Phần bụng, hông, bắp tay họ không còn săn chắc, họ không còn thon gọn. Chính vì thế nên những thiết kế của Sensoyo nó tập trung vào những mảng này, làm sao để che đi những khiếm khuyết do thời gian để lại, nhưng vẫn tôn lên nét mặn mòi, nét quyến rũ của người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Để phục vụ phụ nữ Việt Nam được chu toàn hơn, nên Sensoyo đã cho ra đời rất là nhiều dòng sản phẩm như công sở, dạo phố, cocktail và dạ tiệc. Tuy đa dạng và phong phú về mẫu mã, về kiểu dáng, nhưng mỗi dòng đều có mang những bản sắc riêng. Trang phục của Sensoyo sẽ mang đậm cái phong cách nữ quyền ở những nơi công sở, nữ sắc trong những buổi chiều tà, những ngày dạo phố, nữ tính khi trở về nhà và sang trọng quyến rũ kiêu sa như những nữ hoàng trong những buổi dạ tiệc. Đó là 4 tiêu chí 4N mà Sensoyo hướng tới. Sắp đến ngày của mẹ rồi, ngày mà mọi người con đều muốn tri ân cái người phụ nữ đã hy sinh cả đời cho gia đình của mình. Nên Sensoyo đã cho ra đời cái bộ sưu tập My Mother, My Love. Đó là một thiết kế đôi cho mẹ và con, với những mong ước là mẹ sẽ cảm thấy đẹp hơn, tự tin hơn, rạng rỡ hơn bên cạnh con của mình, cho dù xuất hiện bất cứ trong hoàn cảnh nào. Chúc bạn và mẹ sẽ đẹp hơn, quyến rũ hơn và rạng rỡ hơn trong trang phục của Sensoyo nhé. Để tôn vinh người phụ nữ nói chung, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến ngày 8 tháng 3 hay 20 tháng 10. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến ngày dành riêng cho những người mẹ. Ngày của mẹ được quy định là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5, nhằm để người con, người chồng bày tỏ lòng biết ơn đến người mẹ đã vất vả cho gia đình nhỏ của mình như thế nào. Hiểu được ý nghĩa đó, thương hiệu Sensoyo đã cho ra mắt bộ sưu tập với những chiếc đầm đôi của cả mẹ và con gái. Những chiếc đầm này có cùng chất liệu, cùng họa tiết nhưng kiểu dáng khác nhau để phù hợp với lứa tuổi của cả con gái và mẹ của mình. Yes.
Với chất liệu vải taffeta cùng họa tiết là các cành hoa nhỏ xinh được dệt lạ mắt trên thân áo kết hợp với gam màu trung tính. Những bộ đầm cho người mẹ có độ xòe vừa phải và dài qua gối, điểm nhấn chính cho những bộ đầm ở trên cổ và tay áo, giúp cho người mặc khéo léo che được những khuyết điểm trên cơ thể mình. How did the plans we drew disappear in thin air? Now all that's left are two blank faces. I know we let go fade to black. Give me time enough to bring us back. 'Cause I've been pouring my đầm cho cô con gái thì thiết kế sẽ trẻ trung hơn, với chân váy xòe nhưng vẫn tôn lên được vẻ sang trọng đẳng cấp cho người mặc. Chắc chắn những chiếc đầm trong bộ sưu tập này sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa mà thương hiệu Sensorio muốn tri ân đến những người mẹ đã không ngại vất vả để chăm lo cho gia đình của mình.